chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 22 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Để khẩn trương tăng độ bao phủ tiêm vaccine, thực hiện chiến lược phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế đã sẵn sàng các điều kiện tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, khu dân cư, các địa phương đã bố trí sắp xếp cán bộ công chức dôi dư theo hướng linh hoạt, công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Sáng ngày 21 tháng 11, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Cuộc họp đã thông qua 8 báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo của Thanh tra tỉnh về đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân, tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Công an tỉnh báo cáo về tình hình công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022. Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của ngành năm 2022. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021, về chỉ tiêu kinh tế tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước tăng 4,1%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng, bằng 91,8% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 600 triệu USD, đạt trên 127% kế hoạch. Về văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng thêm 6 trường mầm non và phổ thông. Các cấp các ngành nhận được 2.560 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn tỉnh đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm theo kế hoạch. Qua nghiên cứu các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu tham dự đã đề nghị làm rõ một số nội dung. Các cơ quan tư pháp cần đánh giá khách quan toàn diện về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh và kết quả nổi bật của mỗi cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, giải pháp của mỗi ngành đối với những hạn chế được nêu trong các báo cáo để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra năm 2021. Đánh giá chất lượng cải cách hành chính, đưa ra những giải pháp trọng tâm về lĩnh vực này, giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Quan tâm chỉ đạo các hiện tượng vay nặng lãi, tội phạm kinh tế tham nhũng, làm rõ đơn thư khiếu nại tố cáo và tình hình giải quyết đơn thư và kết quả tiếp công dân. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần làm rõ thêm về lĩnh vực nội vụ, kết quả sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính, nghị quyết 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về số lượng phụ cấp không chuyên trách, lực lượng công an chính quy về xã, thanh tra tỉnh xem xét xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại các cấp, ngành tư pháp có báo cáo cụ thể về kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phải toàn diện hơn. Chiều cùng ngày, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thẩm tra về 3 nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Sau khi thẩm tra, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với các nội dung của 3 nghị quyết, bao gồm nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với phó trưởng công an xã thị trấn thôi việc do thực hiện tổ chức công an xã chính quy, nghị quyết ban hành quy định một số chế độ định mức chi đảm bảo cho hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
đối với nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với phó trưởng công an xã thị trấn thôi việc do thực hiện tổ chức công an xã chính quy. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn tại 153 trên 153 xã thị trấn. Toàn tỉnh có 100 trưởng công an xã là công chức cấp xã của 10 huyện, thành phố đang đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã và hưởng bảo lưu về chế độ chính sách như công chức cấp xã, 46 phó trưởng công an là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của 7 huyện được hưởng phụ cấp hàng tháng theo nghị quyết 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thẩm tra nghị quyết này nhằm quy định rõ mức hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách đối với phó trưởng công an xã thị trấn. Đối với nghị quyết ban hành quy định một số chế độ định mức chi đảm bảo cho hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này quy định một số chế độ chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Góp ý vào nghị quyết, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ chủ động điều chỉnh, bổ sung nội dung các nghị quyết nhanh, kịp thời. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp Sở Tài chính cần trao đổi nghiên cứu về quy định chế độ đảm bảo kinh phí hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã, huyện. Các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến đưa vào báo cáo thẩm tra những kiến nghị liên quan để bổ sung hoàn chỉnh nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Chiều ngày 22 tháng 11, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng. Theo báo cáo tại buổi làm việc năm 2021, các chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 15 chỉ tiêu giao. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động được chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. 100% công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền chuyên môn cung cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, luật công đoàn. Phát động ủng hộ quỹ chương trình mái ấm công đoàn với số tiền trên 954 triệu đồng. Tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm đề xuất lãnh đạo Trung ương thăm và tặng quà công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn của Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán và chương trình Tết Sum Vầy năm 2022. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm ban hành chương trình công tác và quyết định giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xem xét chấp thuận sớm bố trí vốn xây dựng thiết chế công đoàn tỉnh Cao Bằng, quan tâm huy động nguồn lực, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng kinh phí xây dựng nhà máy ấm công đoàn, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao năm 2021. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước với người lao động, đảm bảo việc thực hiện đi vào thực chất, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ, thực thi quyền lợi cho người lao động. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, vai trò vị trí của tổ chức công đoàn cho cán bộ công chức, viên chức lao động trong các đơn vị. Đoàn công tác của Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cao Bằng do đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên Đại đội Bộ binh 1 và các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Quang. Thăm động viên Đại đội Bộ binh 1 đang tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tập luyện của các chiến sĩ dự bị động viên, mong muốn cán bộ chiến sĩ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ đã đề ra. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà 8 hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Quang. Mong muốn các gia đình chính sách luôn giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
sau khi huyện Nguyên Bình ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện tiến hành cuộc họp trực tuyến với 17 trên 17 xã thị trấn, triển khai các phương án phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Theo đó, 2 ca F0 dương tính với SARS-CoV-2 trở về địa phương từ tỉnh Bình Dương. Hiện 2 trường hợp này đã đưa vào cách ly. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Nguyên Bình khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ là F1, F2, test nhanh đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện đề nghị các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời khai báo y tế khi trở về địa phương, các trạm y tế vận động nhân dân tiêm phòng vaccine đầy đủ, hạn chế tụ tập đông người. Lực lượng y tế phối hợp với các xã khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, tuyệt đối không lơ là, không hoang mang, chuẩn bị các cơ sở, trang thiết bị y tế sẵn sàng điều trị, ứng phó với các tình huống, quyết liệt triển khai những biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lâm đã triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, đến nay trên địa bàn huyện Bảo Lâm có 49 trường hợp F0, trong đó có 23 trường hợp F0 đang điều trị tại xã Thái Học, 24 trường hợp F0 cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Bao gồm xã Lý Bôn có 11 trường hợp, xã Vĩnh Quang có 5 trường hợp, xã Nam Cao có 7 trường hợp, xã Yên Thổ có 1 trường hợp, 2 ca đã điều trị khỏi và xuất viện. Ngay khi phát hiện các chùm ca bệnh, huyện Bảo Lâm đã khẩn trương khoanh vùng, nhanh chóng truy vết được 955 F1, 3.364 F2 được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy 2.720 mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm. Cuộc họp đã thống nhất kế hoạch tuyên truyền vận động siết chặt quản lý người trở về địa phương, giám sát chặt bên trong, chấp hành nghiêm các biện pháp theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, quản lý giám sát hiệu quả các trường hợp F0, F1, F2, tiếp tục rà soát truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến tất cả những trường hợp F0. Trung tâm Y tế huyện đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 bao phủ toàn dân sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, tiêm vaccine phòng COVID-19 và tăng độ bao phủ vaccine là một trong những tiêu chí quan trọng để thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian qua, ngành y tế Cao Bằng đã đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo an toàn tiêm vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, ngành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Theo rà soát thống kê của ngành y tế và ngành giáo dục, hiện tỉnh Cao Bằng có khoảng 51.686 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, tương đương với nhu cầu vaccine khoảng trên 103.372 liều. Để triển khai chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho đối tượng này, ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, nhân lực, dự kiến các điểm tiêm chủng, tập huấn quy trình tiêm chủng và biện pháp xử lý tình huống trước, trong và sau tiêm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Việc tiêm sẽ diễn ra theo nguyên tắc tiêm cho trẻ lứa tuổi từ cao xuống thấp trong khung từ 12 đến dưới 18 tuổi. Sau khi được phân bổ lượng vaccine cần thiết, sẽ tiến hành tiêm ngay vaccine COVID-19 cho trẻ em. Ngành y tế xác định đây là chiến dịch tiêm lớn và quan trọng, nên yêu cầu hàng đầu của đợt tiêm vaccine cho trẻ em lần này là phải bảo đảm an toàn và đạt tỷ lệ tối đa. Chúng tôi vẫn xác định là cái đợt này chúng ta tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng trẻ em là một chiến dịch lớn và chúng ta cần phải tiêm trong một cái thời gian là khẩn trương. Vì vậy, cái việc mà đảm bảo cái buổi tiêm chủng an toàn chúng tôi đặt lên hàng đầu và bên cạnh đó là cái an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19 cũng là một nội dung rất là quan trọng. Và để chuẩn bị cho cái nội dung này thì hiện nay ngành y tế đã tập huấn về cái công tác tiêm chủng cho vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi cho các đơn vị y tế. Và song song vào đó thì chúng tôi đã phối hợp với Sở Giáo dục và các trường học với chính quyền địa phương để thống kê, rà soát, lập danh sách các đối tượng và khảo sát các địa điểm tại các trường học để làm sao mà chúng ta bố trí được cái địa điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo an toàn và đúng quy định và phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch để làm sao mà đảm bảo được nhân lực hỗ trợ cho ngành y tế trong cái quá trình tổ chức tiêm chủng, làm sao đảm bảo được
an toàn và đúng theo quy định. Và chúng tôi cũng xác định là cái nội dung mà tăng cường cái công tác tuyên truyền để cho các giáo viên và phụ huynh học sinh hiểu rõ về cái chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em và cho phụ huynh, để cho phụ huynh yên tâm cũng như là động viên và đồng thuận với ngành y tế để chúng ta tổ chức tiêm làm sao mà đạt được tiến độ đề ra. Đến nay, tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 chiếm 71,64%, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi chiếm 42,53%. Tỉnh Cao Bằng đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 nhằm đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chính vì vậy, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức an toàn thành công chiến dịch tiêm chủng cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi sẽ góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh ta. Qua đó đảm bảo điều kiện tốt nhất để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo thông tin từ Sở Y tế Cao Bằng, đến ngày 22 tháng 11, tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng ngày 21 tháng 11, có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại huyện Bảo Lâm liên quan đến ổ dịch tại xã Lý Bôn và 2 ca tại huyện Hà Quảng là người trở về từ tỉnh Bình Dương, hiện nay đã được cách ly. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã lấy 12.150 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, trong đó có 10.021 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 77 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến ngày 21 tháng 11, đã có 421.266 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó có 264.345 người được tiêm mũi 1 và 156.921 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine chiếm 71,64%, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine chiếm 42,53%. Hà Nội tạm phong tỏa nhiều công ty vì có hàng chục ca dương tính mới phát hiện. Trưa ngày 22 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết vừa tạm phong tỏa một công ty trong khu công nghiệp Quang Minh sau khi phát hiện 12 ca dương tính. Theo đó, công ty này hiện có hơn 300 nhân sự và hiện đang được lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phun khử khuẩn công ty. Sáng ngày 22 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cũng phát đi thông báo khẩn yêu cầu người làm việc tại các công ty OneTech, công ty Vinh Quang và công ty Vendery đều thuộc khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai khẩn trương khai báo y tế. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vừa công bố thêm 68 ca mắc mới COVID-19, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến công ty bao bì An Mỹ tại cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, được phát hiện qua khám sàng lọc, giả soát. Qua công tác truy vết, lực lượng chức năng đã xác định có 81 trường hợp F1, hơn 300 trường hợp F2. Trong số này có 29 F1 là cô giáo và học sinh trong một lớp của trường tiểu học Yên Lư, huyện Yên Dũng. Tỉnh Điện Biên đã nâng cấp độ dịch ở nhiều xã thị trấn lên vùng vàng, cam và đỏ. Khi dịch COVID-19 lan rộng ra nhiều địa phương và số F0 tiếp tục tăng, đồng thời triển khai nhiều biện pháp linh hoạt với mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi hơn 905.000 bệnh nhân COVID-19, trong số các ca đang điều trị có gần 5.000 bệnh nhân nặng, trong đó gần 600 ca phải thở máy, can thiệp ECMO. Dịch vẫn diễn biến phức tạp, ca mắc trong cộng đồng chưa giảm tại các tỉnh miền Tây. Trước tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng phức tạp, các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Quảng Ngãi đã kích hoạt thêm một số cơ sở y tế để thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Bưu điện tỉnh phối hợp với cơ quan công an đã phát thẻ căn cước công dân gắn chip về tận địa chỉ của người dân, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trên toàn tỉnh. Theo thống kê nhanh từ Bưu điện tỉnh, đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 239.345 thẻ căn cước công dân gắn chip và đã tiến hành chuyển phát 238.965 thẻ đến tận tay người dân trên địa bàn các huyện, thành phố, đạt 99,84% kế hoạch. Số thẻ được tiếp nhận và chuyển phát đảm bảo chặt chẽ từ khâu giao nhận với cơ quan công an, kiểm tra thông tin của từng khách hàng, đến việc cấp từng số hiệu theo dõi riêng cho từng thẻ căn cước công dân bằng phong bì chuyển phát đến người đăng ký dịch vụ,
Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, thực hiện tốt dịch vụ chuyển phát thẻ căn cước công dân tại các địa điểm thực hiện thủ tục làm thẻ và thực hiện chuyển phát thẻ căn cước công dân đến tận tay khách hàng nhanh, đảm bảo hoàn thành đúng lộ trình đề ra. Thưa quý vị và các bạn, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức dôi dư có vai trò ý nghĩa quan trọng trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện. Sau một năm rưỡi thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị địa phương đã linh hoạt, công khai, minh bạch trong sắp xếp, điều động, tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Trước khi sáp nhập, huyện Hà Quảng có 30 xã, thị trấn với 366 xóm, tổ dân phố. Sau sáp nhập, còn 21 xã, thị trấn với 195 xóm, tổ dân phố, giảm 9 xã, thị trấn, 171 xóm, tổ dân phố. Sau sáp nhập, toàn huyện có 2.739 trường hợp được hưởng chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, với tổng kinh phí 9,4 tỷ đồng. Đến nay, huyện có 9 xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 9 người, 11 xã loại 2 bố trí không quá 8 người, 1 xã loại 3 bố trí tối đa 7 người và thực hiện kiêm nhiệm đối với các chức danh còn lại. Huyện Hà Quảng đang thực hiện sắp xếp cơ học đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện. Tổng số cán bộ công chức khối đảng đoàn thể là 74 cán bộ công chức. Khối chính quyền có 128 cán bộ công chức, 79 viên chức các đơn vị trực thuộc. Đối với cấp xã, tổng số cán bộ công chức cấp xã dôi dư so với quy định số lượng cán bộ công chức cấp xã tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ là 175 cán bộ công chức. Về phương án sắp xếp, đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm, huyện thực hiện kiêm nhiệm, giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách. Cấp xã giảm tối đa 8 người trên một xã, cấp xóm giảm 5 người trên một xóm. Huyện điều động luân chuyển cán bộ công chức trong các xã của huyện, thực hiện lộ trình tinh giảm biên chế đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã theo các văn bản quy định. Đồng thời ra soát tổng hợp danh sách cán bộ công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm, đề nghị hưởng chế độ chính sách theo quy định. Huyện Hà Quảng kiến nghị Trung ương sớm ban hành, sửa đổi các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức dôi dư. Sau hơn một năm rưỡi thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, thì chúng tôi đã hết sức cố gắng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Và đến hiện nay thì bộ máy tại các xã sắp nhập cũng như là ở huyện thì đã cơ bản là ổn định và hoạt động tương đối là hiệu quả. Về các cái khó khăn vướng mắc sau sắp nhập thì chúng tôi thấy rằng có mấy cái vướng mắc như thế này. Cái thứ nhất là cái cán bộ sau sắp nhập tại các xã và ở huyện là còn nhiều hơn so với quy định. Cụ thể là đối với các 9 xã sắp nhập thì còn khoảng 140 cán bộ và viên chức và công chức cấp huyện thì còn khoảng 40. Hiện nay thì cái việc sắp xếp cán bộ nó còn đang còn rất nhiều khó khăn. Và chúng tôi cũng đang đề xuất kiến nghị với tỉnh là có cái chính sách là điều hòa sắp xếp cán bộ giữa các địa phương trong toàn tỉnh để cùng hỗ trợ các huyện sắp nhập giải quyết cái số cán bộ này. Cái thứ hai là đối với các xã và huyện thì cũng có một số cái khó khăn khác về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường đi lại giao thông giữa hai huyện. Giữa hai thị trấn Thông Nông và thị trấn Hà Quảng thì hiện nay cũng đã có chủ trương nhưng mà cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Thì chúng tôi cũng đề xuất kiến nghị với tỉnh là sớm triển khai cái con đường này để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong cái việc đi lại cũng như là phát triển kinh tế xã hội. Trước khi thực hiện sáp nhập, tỉnh có 13 huyện thành phố, 199 xã phường thị trấn và 2.487 xóm tổ dân phố. Sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 161 đơn vị hành chính cấp xã, 1.462 đơn vị hành chính cấp xóm, giảm 3 huyện, 38 xã và 1.025 xóm. Số cán bộ dôi dư cấp huyện cần giải quyết 74 người, cấp xã 474 người. Giảm chi ngân sách sau sắp xếp sắp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021 trên 85 tỷ đồng. Các huyện, thành phố thực hiện giải quyết hỗ trợ chính sách đối với 17.241 người hoạt động không chuyên trách với tổng kinh phí trên 56,6 tỷ đồng. Qua quá trình triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập cho thấy, một trong những khó khăn sau sáp nhập các xã chính là bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Vì ngoài việc bố trí đội ngũ cán bộ công chức vào các vị trí phù hợp ở đơn vị hành chính mới, cũng cần thực hiện tốt tinh giản biên chế đối với số cán bộ công chức dôi dư.
Đối với tỉnh Cao Bằng, việc lựa chọn, bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ dôi dư không chỉ đối với các xã sáp nhập, mà ngay cả các xã khác đều phải trải qua một quy trình chặt chẽ, dân chủ và minh bạch. Các địa phương đã đưa ra phương án giải quyết bố trí sắp xếp chi tiết đối với từng xã, từng trường hợp như cho nghỉ việc theo chế độ, nghỉ theo hình thức tự nguyện, điều chuyển cán bộ, công chức. Nhìn chung, việc bố trí công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập là vấn đề khó, nhất là đối với những trường hợp dôi dư mà không bố trí được công tác phù hợp. Và thực tế cho thấy, với sự kết hợp hài hòa, các giải pháp đảm bảo lợi ích các bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện thực hóa chủ trương của Trung ương, của tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống. Giải quyết vấn đề cán bộ dôi dư như thế nào cho hợp lý, thỏa đáng đang là vấn đề khó sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Bởi thế, để thực hiện đúng mục tiêu, Sở Nội vụ đã tính toán kỹ các phương án trong sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Bởi đây chính là mấu chốt tạo sự ổn định của đơn vị sau sáp nhập. Giải pháp quan trọng nhất đó là đánh giá về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Đây là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta để xác định những cái công chức viên chức nào đấy đủ điều kiện, đủ năng lực để tiếp tục hoạt động. Còn những trường hợp mà không đảm bảo được chất lượng cũng như là ý thức tinh thần trách nhiệm thì chúng ta sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo như là các cái chính sách mà chính phủ đã quy định. Cái thứ hai là tỉnh cũng đã quyết định là sẽ không tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trong thời gian tới cho đến khi mà chúng ta bố trí được cái số lượng cán bộ công chức phù hợp. Thứ ba là sẽ thực hiện cái việc điều động công chức từ xã dôi dư đến những cái xã thiếu hoặc là tiếp nhận công chức cấp xã về làm công chức hành chính nhà nước. Thì cái nội dung này thì thời gian vừa qua đã thực hiện rất là tốt. Trong 2 năm 2020-2021 thì tỉnh cũng đã giải quyết chế độ chính sách cho được khoảng hơn 50 công chức cấp xã lên làm việc ở các cái cơ quan hành chính nhà nước. Và thứ tư thì là các địa phương cần phải tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết số 31 về cái chính sách hỗ trợ đối với lại công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp. Thì đây là một cái chính sách riêng của tỉnh và cái mức hỗ trợ thì tương đương như là nghỉ thôi việc của Nghị định 108. Nói tóm lại là khi mà công chức cấp xã, khi mà cán bộ công chức cấp xã đấy mà tự nguyện nghỉ việc ấy thì sẽ được hai lần hỗ trợ như là cái nghị quyết của chính phủ. Thì nếu mà thực hiện đấy nghiêm túc đồng bộ các cái giải pháp này thì chúng tôi thấy rằng là cái nhiệm vụ đấy, bố trí sắp xếp cán bộ công chức dôi dư theo như nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đấy thì tỉnh Cao Bằng có thể sẽ hoàn thành theo thời gian quy định. Quan điểm nhất quán trong triển khai thực hiện là việc giải quyết số cán bộ công chức dôi dư theo chủ trương của tỉnh phải đảm bảo đúng theo quy định, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức trong diện tinh giản. Theo quy định, việc bố trí sắp xếp số công chức dôi dư sẽ được thực hiện đến năm 2025. Từ những bài học kinh nghiệm được rút ra cùng những giải pháp đồng bộ đã và đang triển khai thực hiện, tin tưởng rằng Cao Bằng sẽ sớm hoàn thành việc sắp xếp 548 cán bộ công chức dôi dư, vừa giúp họ yên tâm công tác, vừa đảm bảo số lượng đúng theo quy định của chính phủ quy định. Tỉnh đoàn Cao Bằng, câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng và một số doanh nghiệp vừa đến tặng quà, động viên lực lượng dự bị động viên, lực lượng quân đội trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Tại xóm Canh Viện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, nơi lực lượng dự bị động viên đang huấn luyện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, tỉnh đoàn và đoàn công tác đã tặng lương thực thực phẩm, nước rửa tay sát khuẩn cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, tổng số giá trị quà tặng hơn 50 triệu đồng. Nhân dịp này, tuổi trẻ 4 lực lượng, trung đoàn 852, lực lượng dự bị động viên đã tham gia, biểu diễn các tiết mục giao lưu văn nghệ, lồng ghép với trò chơi, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19, tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Kết thúc chương trình, câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Colia, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng đã tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại trung đoàn 852. Đến thăm tặng quà lực lượng dự bị động viên tại tiểu đoàn 19, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tại xã Đức Long, huyện Hòa An, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An mong muốn cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện diễn tập được giao. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và huyện đoàn đã tặng cán bộ chiến sĩ 4 tạ rau củ quả các loại và 5 triệu đồng.
Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh Cao Bằng vừa đến tặng quà cán bộ chiến sĩ hai chốt trạm kiểm dịch COVID-19 khu vực mốc 767 và 764 thuộc đồn biên phòng Ngọc Trung, bộ đội biên phòng Cao Bằng quản lý. Đồn biên phòng Ngọc Trung quản lý 10 trạm chốt tuyến đầu chống dịch trên biên giới. Trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ các chốt trạm đã kiên cường bám trụ trên biên giới, chủ động triển khai các phương án đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn mọi hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1.600 người với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Để động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, nắm bắt thông tin nhanh chóng, câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh đã tặng 2 chiếc TV và 200 mặt nạ chống giọt bắn cho 2 chốt trạm khu vực mốc 767 và 764. Đây là món quà do các nhà hảo tâm tài trợ, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.